Chúa phán, hãy bỏ bốn món này ra khỏi nhà bạn. Tài chính, tiền bạc, thịnh vượng sẽ đến. Xin chào và Chúa ban phước cho anh chị em, những anh chị em thân mến trong Chúa Kitô. Chào mừng đến với không gian thiêng liêng này, nơi chúng ta cùng nhau học hỏi và lắng nghe lời Chúa, nguồn gốc của sự bình an vô tận. Trong không gian thiêng liêng này, chúng ta sẽ đi sâu vào những lời dạy mạnh mẽ, lắng nghe những câu chuyện ý nghĩa và lấy cảm hứng và sự khích lệ trực tiếp từ Chúa. Nhưng trước khi bắt đầu, hãy dành chút thời gian để thích video này. Hãy để nó là dấu hiệu cho thấy sự tận tụy của bạn trong việc lắng nghe từng hơi thở của Chúa. Hôm nay, khi chúng ta suy ngẫm và thiền định, hãy biết rằng Chúa đang nói trực tiếp với bạn bằng một thông điệp mạnh mẽ. Thông điệp này dành cho những ai có đức tin thực sự vào Ngài. Những ai theo dõi đến phút cuối sẽ nhận được phước lành và chứng kiến những phép lạ có thể biến đổi cuộc sống của bạn. Chúa đang thúc giục bạn hãy loại bỏ những đồ vật này khỏi nhà ngay lập tức, vì chúng đang dẫn bạn đến sự hủy diệt. Hỡi con yêu dấu của Chúa, hãy cảnh giác, vì đây là dấu hiệu cấp bách của bạn từ Chúa. Hãy loại bỏ những đồ vật trong nhà đang gây hại cho bạn và gia đình bạn trước khi quá muộn. Con kế của Chúa, mỗi buổi sáng, khi chúng ta thức dậy trong ánh sáng của Ngài, chúng ta được ban cho một cơ hội mới để bước đi trong sự hướng dẫn và bảo vệ của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Mỗi lời tôi chia sẻ với bạn hôm nay được dẫn dắt bởi sự hiện diện thiêng liêng của Ngài, Đấng cao cả luôn mong muốn sự an lành và bình an cho tất cả chúng ta. Vì vậy, hãy mở lòng lắng nghe những lời này, bởi đây là thông điệp Chúa đã truyền cho tôi để giúp chúng ta sống một cuộc sống thanh tịnh và mạnh mẽ trong đức tin. Như mọi ngày, tôi bắt đầu buổi sáng này bằng một lời cầu nguyện sâu sắc, tìm kiếm sự hướng dẫn của Ngài về những điều mà chúng ta, những người tín đồ trung thành, cần làm để bảo vệ mình trước những khó khăn và cám dỗ trong cuộc sống. Trong lúc cầu nguyện, tôi đã cảm nhận được sự hiện diện của Chúa Thánh Thần và nghe rõ tiếng Ngài nói với tôi về những điều cần thiết mà chúng ta phải thực hiện để giữ vững niềm tin và tránh xa những cạm bẫy của thế gian. Lạy Chúa Thánh Thần, con cảm tạ Ngài vì sự hướng dẫn của Ngài, vì những điều Ngài đã tiết lộ cho con, và vì lòng thương xót vô biên mà Ngài đã ban tặng cho chúng con. Con cầu xin Ngài hãy ban phước và làm sống động những lời này để mỗi người chúng con, dù ở đâu, cũng cảm nhận được sự hiện diện mạnh mẽ của Ngài. Ngài là Đấng cứu rỗi chúng con, là Đấng bảo vệ và dẫn dắt chúng con vượt qua mọi khó khăn và thử thách. Trong danh Chúa Giêsu, Amen. Chúa phán trong Kinh Thánh rằng, vì ta biết những kế hoạch mà ta dành cho các ngươi, kế hoạch thịnh vượng chứ không phải tai họa, kế hoạch để ban cho các ngươi một tương lai đầy hy vọng. Trích Giê-rê-mi chương 29 câu 11. Lời này nhắc nhở chúng ta rằng Chúa luôn có kế hoạch tốt đẹp cho mỗi người chúng ta, và nhiệm vụ của chúng ta là theo dõi và tuân theo những chỉ dẫn của Ngài để sống trong sự thịnh vượng và bình an. Trong những ngày vừa qua, Chúa đã tiết lộ cho tôi về một số vật phẩm mà mỗi tín đồ cần phải loại bỏ ngay lập tức khỏi ngôi nhà của mình. Những vật phẩm này, nếu để lại, sẽ gây ra sự suy sụp về tâm linh và mở cửa cho những thế lực bóng tối xâm nhập vào cuộc sống của chúng ta. Chúa nói với tôi rằng, con yêu dấu của ta, hãy lắng nghe lời ta với tâm hồn cởi mở và tâm trí tỉnh táo. Có những vật phẩm trong nhà của ngươi đang gây ra sự suy sụp và đẩy ngươi xa khỏi ánh sáng của ta. Nhưng đừng lo lắng, vì ta ở đây, dẫn dắt và chuẩn bị cho ngươi những điều cần làm. Đầu tiên, ta yêu cầu ngươi loại bỏ mọi đồ vật liên quan đến tà thuật, phù thủy, hoặc bất kỳ thứ gì có liên quan đến thực hành đen tối. Những vật phẩm này, dù đôi khi trông có vẻ vô hại, thực ra là những công cụ của bóng tối, là cánh cửa dẫn lối cho sự xâm nhập của các thế lực ác quỷ vào nhà ngươi. Hãy loại bỏ chúng ngay lập tức, vì sự hiện diện của chúng là mối nguy hiểm đối với sự an lành tâm linh của ngươi. Chúng ta phải nhớ rằng, Chúa đã phán, hỡi những kẻ tin nơi ta, hãy vứt bỏ các thần và hãy chỉ phụng sự ta. Trích Giô-suê chương 24 câu 14. Điều này có nghĩa rằng tất cả những gì không thuộc về Chúa, mà chúng ta vẫn giữ trong nhà,
là một sự phản bội đối với đức tin của chúng ta. Thứ hai, con yêu dấu của ta, hãy kiểm tra xem có bất kỳ vật phẩm nào bị nguyền rủa hoặc ám ảnh trong nhà ngươi không. Những đồ vật này, dù vô tình được giữ lại, mang theo sự bất hạnh và bóng tối từ quá khứ, gây ra sự đau khổ và xung đột trong cuộc sống của ngươi. Hãy tiêu diệt chúng, loại bỏ sự ảnh hưởng tiêu cực mà chúng mang lại, và làm sạch không gian sống của ngươi để ánh sáng của ta có thể chiếu rọi khắp nơi. Cuối cùng, hãy loại bỏ bất kỳ biểu tượng thờ cúng sai trái nào, bao gồm các bức tượng, bùa hộ mệnh, hoặc những vật phẩm được tôn kính thay cho ta, Đức Chúa Trời Toàn Năng. Những thần tượng này chỉ là những kẻ giả mạo, dẫn ngươi ra khỏi con đường chân chính, làm sai lệch niềm tin của ngươi. Hãy tiêu diệt chúng để làm mới lại giao ước của ngươi với ta, vì chỉ ta xứng đáng với sự tôn thờ và đức tin của ngươi. Hãy dừng lại vài giây và xem bạn có vật phẩm nào tương tự. Ngay lập tức liệt kê nó ra trong đầu, sau đó thì loại bỏ chúng. Hãy gõ Amen xuống phần bình luận để tôi biết bạn vẫn đang tập trung lắng nghe lời Chúa. Thứ ba, ta yêu cầu ngươi kiểm tra xem có bất kỳ biểu tượng thờ cúng sai trái nào không. Con yêu dấu của ta, hãy loại bỏ bất kỳ bức tượng, bùa hộ mệnh, hoặc biểu tượng nào được thờ cúng hoặc tôn kính thay vì ta, Đức Chúa Trời Toàn Năng. Những thần tượng này, dù có đẹp đẽ hay lịch sử đến đâu, là những vị thần giả dối lôi kéo ngươi ra khỏi con đường chân chính duy nhất. Chúng làm sai lệch niềm tin của ngươi, dẫn ngươi xuống con đường đầy nguy hiểm của sự nhầm lẫn tâm linh và sự thống trị. Cuối cùng, trong cuộc sống ngày nay, nhiều người thường không nhận ra rằng những thứ mình mang vào nhà có thể ảnh hưởng đến tâm linh và tài chính của họ. Chúng ta có thể nghĩ rằng sách, phim, âm nhạc và trò chơi chỉ là những hình thức giải trí. Nhưng nếu chúng chứa đựng những nội dung không thánh thiện, chúng có thể trở thành cạm bẫy tinh vi của quỷ dữ. Những phương tiện này không chỉ làm giảm sự nhạy cảm của chúng ta đối với tội lỗi, mà còn lôi kéo chúng ta rời xa sự công chính mà Chúa đã chỉ dẫn. Kinh Thánh đã nhắc nhở chúng ta rằng, chớ để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác, trích từ Rôma chương 12 câu 21. Để đảm bảo rằng nhà của chúng ta là nơi trú ngụ của sự bình an và thịnh vượng, chúng ta cần dọn dẹp và loại bỏ những thứ không thánh thiện, thay thế chúng bằng những nội dung tinh khiết và lành mạnh. Những thứ sẽ củng cố đức tin và giúp chúng ta thu hút tiền bạc và phúc lộc từ Chúa. Anh chị em thân mến, anh chị em quyết tâm sẽ loại bỏ những vật phẩm như vậy ra khỏi nhà như lời Chúa chứ? Nếu có, hãy bình luận con chắc chắn loại bỏ chúng. Và đây là câu chuyện thực tế. Anh Tuấn là một người đàn ông làm việc chăm chỉ, nhưng dường như tài chính của anh luôn bị hạn chế. Dù đã cố gắng rất nhiều, anh vẫn gặp khó khăn trong việc giữ vững tài chính và duy trì sự bình an trong gia đình. Một ngày nọ, trong khi cầu nguyện, anh được Chúa chỉ dẫn qua lời trong Kinh Thánh: vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để ban cho các ngươi sự trông cậy trong lúc cuối cùng. Cảm thấy có điều gì đó không đúng, anh Tuấn quyết định kiểm tra lại những gì có trong nhà mình. Anh phát hiện ra rằng có một số sách báo, phim ảnh và trò chơi trong nhà mình mang nội dung không thánh thiện. Nhận ra rằng đây có thể là lý do khiến tài chính của anh bị hạn chế, anh quyết định loại bỏ tất cả những vật phẩm này ra khỏi nhà. Anh thay thế chúng bằng những quyển sách, bộ phim và trò chơi mang tính giáo dục, tinh thần và tích cực. Điều kỳ diệu xảy ra sau đó, không chỉ tài chính của anh cải thiện, mà mối quan hệ trong gia đình anh cũng trở nên gắn kết hơn. Anh Tuấn chia sẻ: tôi nhận ra rằng những gì tôi đưa vào nhà mình thực sự ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của cuộc sống. Khi tôi dọn dẹp và thay thế những thứ không thánh thiện bằng những gì tốt đẹp, tôi đã mở cửa cho sự thịnh vượng và bình an từ Chúa vào cuộc sống của mình. Bài học rút ra, câu chuyện của anh Tuấn nhắc nhở chúng ta rằng những gì chúng ta giữ trong nhà có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thu hút tiền bạc và phúc lộc từ Chúa. Chúng ta phải cẩn trọng trong việc lựa chọn những gì mình mang vào nhà, đảm bảo rằng chúng không đi ngược lại với những nguyên tắc mà Chúa đã dạy.
Chúa đã ban cho chúng ta sự khôn ngoan để biết lắng nghe và hành động. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu của sự khôn ngoan. Sự thông biết Đấng Thánh là sự sáng suốt, Châm Ngôn chương 9 câu 10. Hãy dọn dẹp nhà cửa, loại bỏ những thứ không thuộc về Chúa, để đón nhận sự bình an và thịnh vượng mà Ngài đã chuẩn bị cho chúng ta. Khi chúng ta hành động theo lời dạy của Chúa, chúng ta không chỉ bảo vệ linh hồn mình mà còn tạo điều kiện cho sự thịnh vượng và bình an tràn vào cuộc sống. Hãy luôn nhớ rằng, những quyết định nhỏ nhặt hàng ngày có thể có tác động lớn đến tương lai của chúng ta và gia đình. Người công chính đi trong sự trọn vẹn của mình, phước lành sẽ đến trên con cháu người, Châm Ngôn chương 20 câu 7. Vì vậy, hãy mạnh dạn loại bỏ những gì không thuộc về Chúa ra khỏi nhà mình, để nhận lấy sự bình an, tài chính dồi dào và phúc lộc mà Chúa dành cho chúng ta. Amen. Tiếp theo là lời Chúa hôm nay dành cho bạn. Con yêu dấu của Cha, hãy lắng nghe lời Cha hôm nay. Cha yêu con bằng một tình yêu không thể lay chuyển, không phải chỉ trong giây phút hiện tại mà kéo dài mãi mãi. Tình yêu này vượt qua mọi khó khăn, mọi thử thách và mọi sự yếu đuối của con. Ngay cả khi con thấy mình lạc lối, đắm chìm trong nghi ngờ, tình yêu của Cha vẫn không bao giờ thay đổi. Hãy để Cha làm chủ trái tim con, và con sẽ tìm thấy bình an mà thế gian không thể mang lại. Cha biết những đêm dài của con đã thấm đẫm nước mắt, những khoảnh khắc con cảm thấy cô đơn và bị bỏ rơi. Hãy đến với Cha, con sẽ tìm thấy sự nghỉ ngơi và niềm an ủi trong vòng tay yêu thương của Cha. Cha không bao giờ quay lưng với con, dù con có vấp ngã bao nhiêu lần đi nữa. Cha luôn chấp nhận con với tình yêu vô điều kiện, bởi con là một phần không thể thiếu trong kế hoạch của Cha. Hãy vững tin và nhớ rằng con luôn thuộc về Cha. Con yêu dấu, cuộc đời con đang thay đổi bởi bàn tay của Cha đang can thiệp vào từng chi tiết nhỏ. Những gì con đang trải qua không phải là vô nghĩa, đó là cách Cha chuẩn bị con cho những điều lớn lao hơn. Cha muốn con hiểu rằng mỗi thử thách, mỗi nỗi đau chỉ là bước đệm để con tiến gần hơn đến sự giải thoát và phước lành mà Cha đã định sẵn cho con. Hãy tin tưởng vào tình yêu và kế hoạch của Cha, vì kế hoạch mà Cha có dành cho con là kế hoạch của sự thịnh vượng, không phải của tai họa, để mang lại cho con một tương lai và hy vọng, trích từ Giê-rê-mi chương 29 câu 11. Tương lai của con sẽ không còn lặp lại những nỗi đau của quá khứ, và Cha đang chuẩn bị cho con một con đường đầy ánh sáng và niềm vui. Cha mời gọi con hãy mở rộng trái tim, đón nhận tình yêu và sự dẫn dắt của Cha trong mọi bước đi của cuộc sống. Con không cần phải lo lắng hay sợ hãi, bởi Cha đang ở bên con, bảo vệ con khỏi mọi điều ác. Khi con yếu đuối, hãy đến và nghỉ ngơi trong vòng tay Cha, bởi Cha sẽ nâng đỡ và ban sức mạnh cho con. Con sẽ thấy rằng những nỗi đau và thử thách của quá khứ sẽ trở thành bài học quý giá, giúp con tiến về phía trước với lòng can đảm và niềm tin mạnh mẽ hơn. Khi con cảm thấy Cha xa cách hoặc không hài lòng, hãy dừng lại và suy ngẫm về hành trình chúng ta đã đi qua cùng nhau. Mọi điều Cha đã làm cho con không phải là vô ích, tất cả đều hướng tới việc đưa con đến gần Cha hơn. Con đã trao tình yêu và sự tha thứ ngay cả khi không còn gì để cho đi, và điều đó làm Cha tự hào. Cha biết rằng con đã bị tổn thương, nhưng con đã vượt qua và giữ vững đức tin của mình. Hãy tiếp tục nắm giữ sự sống mà Cha đã ban cho con, và chuẩn bị tinh thần để đón nhận những điều lớn lao hơn mà Cha đã chuẩn bị. Lời nhắc nhở đầy yêu thương của Chúa dành cho anh chị em. Cha ở đây, chờ đón con với vòng tay yêu thương và trái tim rộng mở. Hãy nói chuyện với Cha bất cứ khi nào con cần, bởi Cha hiểu và không bao giờ phán xét con. Những khó khăn và thử thách mà con đang đối mặt chỉ là cách Cha rèn luyện con, giúp con mạnh mẽ hơn để nhận lãnh những phước lành mà Cha đã hứa. Hãy nhớ rằng, Cha đã không cho con một tinh thần sợ hãi, nhưng là tinh thần của sức mạnh, tình yêu và sự tự chủ, trích từ 2 Timôthê chương 1 câu 7. Hãy bắt đầu mỗi ngày bằng việc kết nối với Cha qua lời cầu nguyện. Hãy để Cha hướng dẫn con,
ban cho con sức mạnh để vượt qua mọi thử thách. Cha luôn lắng nghe và sẵn sàng đáp lại khi con tìm kiếm cha với một trái tim chân thành. Dù cuộc sống có khó khăn thế nào, hãy nhớ rằng cha luôn bên con, dẫn dắt con qua từng chặng đường. Con yêu dấu, hãy vững tin vào tình yêu và quyền năng của cha. Cha đã nhìn thấy sự kiên nhẫn và lòng trung thành của con, và cha sẽ không để con đi một mình. Cha đang làm việc trong cuộc sống của con, ngay cả khi con không thể nhìn thấy rõ ràng. Hãy giữ chặt niềm tin và hy vọng, vì cha đang dẫn dắt con trên con đường của sự sống, sự thịnh vượng và sự hoàn thiện. Cha yêu con và sẽ luôn yêu con, hôm nay và mãi mãi. Trong hành trình đức tin và đời sống, chúng ta thường quên rằng sự thịnh vượng, tài chính dồi dào và bình an thật sự không chỉ đến từ nỗ lực cá nhân, mà còn nhờ vào sự phó thác và lòng tin tưởng tuyệt đối vào Chúa. Như Chúa đã phán, vì ta biết rõ ý định mà ta định cho các ngươi, ấy là ý định bình an, không phải tai họa, để ban cho các ngươi một tương lai và hy vọng, trích từ Giê-rê-mi chương 29 câu 11. Hãy nhớ rằng, Chúa luôn sẵn sàng ban phước cho những ai đặt trọn niềm tin vào Ngài. Cuộc sống không tránh khỏi những thử thách, nhưng chúng ta cần nhớ rằng những thử thách đó là cơ hội để chúng ta chứng kiến sự vĩ đại của Chúa. Khi chúng ta làm việc trung thực, cầu nguyện nhiệt thành và luôn giữ vững đức tin, Chúa sẽ mở rộng cánh cửa của sự thịnh vượng. Những gì chúng ta gieo cùng Chúa sẽ được gặt hái gấp ngàn lần. Bạn có thể nghĩ rằng mình đang đối mặt với những khó khăn lớn, nhưng đừng quên rằng Chúa là đấng vĩ đại hơn tất cả. Hãy lắng nghe tiếng Chúa mỗi ngày, mở rộng tâm hồn để đón nhận niềm tin và hy vọng. Điều đó sẽ giúp bạn vượt qua mọi thử thách, thu hút tài chính, sự thịnh vượng và bình an vào cuộc sống của mình. Hãy tin rằng mỗi bước đi của bạn đều có Chúa đồng hành, và sự thịnh vượng sẽ đến với bạn như một phần thưởng cho lòng tin và sự kiên định. Hãy mở rộng tấm lòng, đón nhận những phước lành mà Chúa đã dành cho bạn và gia đình. Hãy bình luận con mở rộng và đón nhận phước lành từ Chúa. Con mở rộng và đón nhận phước lành từ Chúa. Con mở rộng và đón nhận phước lành từ Chúa. Hãy để những lời này trở thành ánh sáng soi đường cho bạn, giúp bạn vững bước trên con đường mà Chúa đã định sẵn. Chúa là nguồn cội của sự thịnh vượng và tài chính, và Ngài đã sẵn sàng ban cho bạn tất cả những gì bạn cần. Hãy sống với niềm tin, hy vọng và tình yêu, bởi vì Chúa đã hứa sẽ ban phước cho những ai đặt niềm tin vào Ngài. Chúa khẳng định rằng, khi chúng ta sống trong tình yêu của Ngài, chúng ta sẽ không còn cảm thấy bất an trước bất kỳ quyền lực nào, bởi chúng ta được yêu thương và bảo vệ bởi Ngài. Khi chúng ta mở rộng trái tim, những phước lành sẽ tuôn tràn như dòng nước, và những điều kỳ diệu sẽ liên tục xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta. Mọi khó khăn đã xảy ra sẽ không còn là gánh nặng, mọi mất mát sẽ được phục hồi và nhân lên trong niềm vui. Chúa muốn nhắc nhở chúng ta rằng, Ngài không chọn chúng ta để thất bại. Mỗi người trong chúng ta đều được sinh ra để chiến thắng, và tình yêu của Chúa đã biến chúng ta thành những kẻ chinh phục. Khi tất cả mọi thứ dường như tan biến, khi hy vọng dường như mờ nhạt, linh hồn của Chúa vẫn sẽ dẫn lối cho chúng ta, tiết lộ những lời hứa hùng vĩ mà Ngài đã chuẩn bị cho chúng ta. Chúa yêu chúng ta với một tình yêu thuần khiết và rộng lớn, một tình yêu mà ít ai có thể hiểu thấu. Nhưng chính sự hoài nghi, sự thiếu tin tưởng của con người đã khiến họ cô đơn và mất đi niềm tin. Vì vậy, Chúa mời gọi chúng ta đến gần Ngài hơn, mang theo những ước mơ và hy vọng. Ngài sẽ giải thoát chúng ta khỏi những gánh nặng nợ nần, khỏi những ràng buộc của thế gian, và ban cho chúng ta sự bình an và thịnh vượng. Chúa khuyến khích chúng ta tin tưởng vào lời Ngài, bởi lời của Chúa là nền tảng vững chắc, là con đường dẫn đến hòa bình và thịnh vượng. Những phước lành Chúa ban cho không phải để chúng ta tích trữ, mà là để chia sẻ, để làm phong phú cuộc sống của người khác. Chúa nhắc nhở chúng ta rằng những gì Ngài ban tặng nên được gieo như những hạt giống, gieo ở những nơi mà chúng có thể nhân lên gấp bội. Chúa không chỉ ban cho chúng ta những lời hứa mà còn hành động,
nâng đỡ chúng ta qua những khó khăn của cuộc sống. Ngài lấp đầy trái tim chúng ta bằng niềm tin, hy vọng và tình yêu. Những lời của Ngài không chỉ là những câu chữ đẹp đẽ, mà là những lời của sự sống đời đời, nếu chúng ta giữ chúng trong trái tim và tâm trí. Chúa khẳng định rằng, nếu chúng ta theo Ngài, chúng ta sẽ không có gì phải sợ, không thiếu thốn gì trong cuộc sống của mình cũng như trong cuộc sống của con cháu chúng ta. Ngài đang làm cho chúng ta nhận thức rõ hơn về hoạt động siêu nhiên của Ngài, ban cho chúng ta sức mạnh và sự tự chủ để đứng lên và hành động, chiến đấu và vượt qua mọi thử thách. Chúa là người bảo vệ và hướng dẫn chúng ta. Không gì có thể làm hại chúng ta khi Ngài ở bên. Chúng ta sẽ cùng Ngài đi trên con đường chính trực, tiến tới nhiều cánh đồng phước lành hơn. Chúng ta sẽ không nhìn lại quá khứ mà tiếp tục tiến về phía trước, bởi vì Chúa luôn ở bên, dõi theo và dẫn dắt chúng ta từng bước đi. Chúa nhắc nhở rằng, mục đích của Ngài là ban phước cho chúng ta, nhưng không chỉ để chúng ta giữ lấy cho riêng mình, mà để chia sẻ với những người khác. Khi chúng ta càng cho đi, chúng ta sẽ càng nhận lại nhiều hơn. Cuộc sống của chúng ta sẽ tràn đầy phước lành khi chúng ta biết chia sẻ tình yêu và sự thịnh vượng mà Chúa đã ban cho. Nếu chúng ta thực sự tìm kiếm Chúa, chúng ta sẽ tìm thấy Ngài. Chúa sẽ hiện diện trong cuộc sống của chúng ta, và chúng ta sẽ nhận được những phước lành vượt ngoài mong đợi. Những gì chúng ta cầu xin trong sự thuần khiết và đức tin sẽ được ban cho, và cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp hơn với mỗi ngày trôi qua. Hãy đến gần Chúa, lắng nghe lời Ngài, và để Ngài dẫn dắt chúng ta qua những thử thách của cuộc sống. Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta những phước lành to lớn, những thành công và thịnh vượng không thể đo đếm. Tất cả những gì chúng ta cần làm là tin tưởng và phó thác cuộc đời mình vào tay Ngài. Chúa yêu chúng ta vô bờ bến. Ngài không bao giờ rời bỏ chúng ta. Mỗi ngày, khi chúng ta đối mặt với những thử thách, hãy nhớ rằng Chúa luôn ở bên, dõi theo và dẫn dắt. Chúng ta hãy kiên trì trong đức tin, sống trong tình yêu của Chúa và đón nhận những phước lành mà Ngài đã hứa ban. Với Chúa, chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách, nhận được tài chính, tiền bạc và thịnh vượng một cách dễ dàng. Hãy gạt bỏ những điều không tốt ra khỏi cuộc sống và đón nhận tình yêu, sự bình an và phước lành vô biên từ Chúa. Hãy tin tưởng rằng với Chúa, không có gì là không thể, và mỗi ngày chúng ta sống là một ngày đầy phước lành và hy vọng. Cuối cùng, xin cảm ơn bạn đã dành thời gian quý báu để lắng nghe và chia sẻ giây phút này cùng chúng tôi. Nhớ rằng, Chúa luôn ở bên bạn, dẫn dắt và bảo vệ trên con đường mà Ngài đã định sẵn. Khi bạn giữ vững niềm tin, không có thử thách nào là không thể vượt qua. Hãy để tình yêu và sức mạnh từ Chúa trở thành nguồn động viên mỗi ngày. Amen. Cầu Chúa ban phước lành dồi dào cho bạn và gia đình. Amen.